Những chùm giang hồ chịu chung án tử trong chuyên án Nam Cam Vụ Nam Cam là một chuyên án lớn nhất từ trước đến nay. Trong phiên tòa có hàng trăm bị cáo, cả giang hồ số má đến quan chức cấp cao. Khi chuyên án này kết thúc thì có đến 4 cái tên phải chịu án tử hình cùng với ông Trùm. Và để biết 4 người này là ai, mời quý vị xem hết video sau đây của OV Đại Bảng. Hưng Phi Nhon, sát thủ bắn Dung Hà Hưng Phi Nhon hay còn gọi là Hưng Chùa, Tên thật là Nguyễn Việt Hưng, sinh năm 1974, thường trú đường Lê Quý Đôn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Hắn chính là tên sát thủ máu lạnh đã giết chùm giang hồ Dung Hà hay Vũ Hoàng Dung, kết thúc cuộc đời ngang ngược của nữ quái Hải Phòng. Chính Hưng đã trực tiếp dùng súng rulo mà hải bánh mượn của Lưu Tấn Nhơn, tức Đảng Tây, đưa cho và cùng Nguyễn Xuân Trường đi giết Dung Hà. Theo hồ sơ vụ án thì chủ mưu của vụ hạ sát Dung Hà là Năm Cam, nhưng kẻ trực tiếp giết lại là Hưng Phi Nhon, được biết, khi nữ quái Hải Phòng còn chân ướt chân giáo vào Nam, Nam Cam đã nhận Dung Hà làm em kết nghĩa và đầu tư nhiều tiền để Dung Hà mở quán bar, sòng bạc. Nhưng sau thấy sòng bạc của Dung Hà lãi cao nên Nam Cam đã ra lệnh dẹp luôn. Nhưng Dung Hà không nghe lời mà còn nhiều lần thách thức ngược lại Nam Cam như phá tan hoang sòng của Nam Cam ở 40 phường Long Bình để tranh giành quyền bảo kê. Vì vậy sau nhiều lần nóng mặt, Nam Cam đã đưa lệnh hành quyết yêu cầu hài bánh sự đẹp Dung Hà. Hải Bánh lại tiếp tục yêu cầu Hưng Phi Nhon và Nguyễn Xuân Trường đi hạ sát Dung Hà. Và cuối cùng, chính Hưng Phi Nhon là người chấm dứt cuộc đời đầy tội lỗi của nữ quái Hải Phòng trước cửa số nhà 17 Bùi Thị Xuân, quận nhất. Theo lời khai của Hưng thì y không biết năm cam cũng như không có mâu thuẫn gì với Dung Hà mà chỉ quen Hải Bánh từ khi còn là học sinh ngoài Hà Nội. Hắn cũng biết rõ Hải là tên giang hồ vào tù ra tội nhưng vì Hải Bánh cho biết rằng Dung Hà đã nhiều lần làm loạn nên y cũng bức xúc và tìm cách giải quyết hộ đàn anh. Trong vụ việc này, Hải Bánh bị bắt đầu tiên xong đến Nguyễn Xuân Trường và hai tên này đã khai chính Hưng Phi Nhon là kẻ ra tay sát hại Dung Hà. Vì vậy, lệnh truy nã đặc biệt Nguyễn Việt Hưng được phát trên toàn quốc. Tuy nhiên, Nguyễn Xuân Trường cùng đồng bọn đã tung hỏa mù, tên Hưng đã trốn sang Campuchia. Thế nhưng các trinh sát với con mắt nghiệp vụ sắc sảo đã tìm ra nơi ẩn náu của tên sát thủ máu lạnh này. Và trong khi tình hình đang nước sôi lửa bỏng, thì ban chuyên án nhận được tin có một kẻ tên Hùng Trọc mang đặc điểm nhận dạng giống Hưng Phi Nhon tại Bãi Vàng, Khe Tần, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Và sau khi điều tra, ban chuyên án đã xác định đó chính là Nguyễn Việt Hưng. Vào ngày 29 tháng 1 năm 2002, hai điều tra viên đã quyết định vào hang cọp và giữ bí mật tuyệt đối cả với người thân và đồng đội. Khi hai chiến sĩ này đến sân bay Đà Nẵng thì được một xe ô tô chở sẵn, trong xe là thiếu tá Nguyễn Hữu Lài được tăng cường hỗ trợ công tác. Cả ba chiến sĩ trên đều giả danh là người đi bán kíp mìn để thâm nhập bãi vàng. Tại bãi vàng, các chiến sĩ đã tiếp cận được phó tướng khét tiếng ở bãi vàng là Hát và Hát khai rằng hùng chọc rất hùng dữ, mới vào bãi vàng mấy hôm mà đã thành tướng. Sau đó dưới sự khống chế của các chiến sĩ, Hát buộc phải đưa đội trinh sát đi tìm hùng chọc. Khi tới một lán có 20 người đang ngủ, các chiến sĩ lật mặt từng người và phát hiện có một gã thanh niên giống hưng phi nhòn. Trên ngực tên này có con đại bàng sải cánh bên cánh tay trái có xăm hình con rồng, tay phải có mũi tên xuyên qua quả tim, hai bắp đùi là hai con hổ và 10 ngón chân được xăm 10 con bọ cạp. Vì vậy, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng mang cổng số 8 bập vào tay gã thanh niên và buộc hắn phải cúi đầu nhận tội, mình là Hưng Phi Nhon. Ngay khi bị tra tay vào cổng, Hưng đã thừa nhận chính hắn đã trực tiếp bắn chết Dung Hà do hải bánh thuê theo lệnh của Nam Cam với giá 20.000 đô la Mỹ. Còn khẩu súng rulo, tăng vật gây án, hắn đã ném xuống sông Sài Gòn để phi tang. Cuối cùng Hưng bị tuyên án tử hình với tội ác của mình. Nguyễn Hữu Thịnh, cháu Nam Cam. Nguyễn Hữu Thịnh sinh ngày 30 tháng 10 năm 1977 tại thành phố Hồ Chí Minh, được biết đến như là con trai thọ đại úy, cháu ruột Nam Cam nên gọi Nam Cam bằng ông. Từ nhỏ sống cùng cha mẹ tại 148/12/30/13 Tôn Đản, phường 8, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1997 học hết lớp 12/12, -12, nghỉ học buôn bán giúp việc cho gia đình tại 41 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, làm nghề buôn bán giày. Lúc 1 giờ 36 phút sáng ngày 27 tháng 1 năm 2000, tại quán cấm chỉ số 4 đường Hải Triều, quận nhất, Phan Lê Sơn đã gây gỗ đánh từ anh Kiệt và Nguyễn Hữu Thịnh, xuất phát từ một thẫn nhỏ nhưng với bản chất của tên côn đồ lại là cháu của Trương Văn Cam. Nguyễn Hữu Thịnh đã tổ chức lôi kéo đồng bọn, gọi điện thoại di động cho Bùi Anh Việt, tức Bảy Việt, báo cho Bảy Việt biết cho người ra hải triều giải quyết việc bị đánh, lại được cha ruột của mình tích cực tham gia, Thịnh đã chuẩn bị hung khí, quay về quán 136 Nguyễn Thái Học lấy hai con dao phân phát cho đồng bọn. Nguyễn Hữu Thịnh là tên trực tiếp gây nên cái chết của cả hai nạn nhân, là tên trực tiếp đâm chém nạn nhân rất quyết liệt, dã man nhằm tước đoạt bằng được sinh mạng của họ, trực tiếp đâm một nhát dao vào bụng là nguyên nhân gây ra cái chết của anh Hưng, đâm nhiều nhát vào vùng ngực là những vị trí có các vết tử thương gây nên cái chết của anh Phan Lê Sơn. Như vậy trong vụ án này, Nguyễn Hữu Thịnh là tên chủ mưu cầm đầu và tích cực thực hiện hành vi phạm tội nên mặc dù ra đầu thú nhưng với mục đích là đối phó với cơ quan điều tra, đến khi không còn chỗ dựa chứng cứ rõ ràng, Nguyễn Hữu Thịnh mới chịu cúi đầu khai nhận hành vi tội lỗi của mình và đồng bọn. Hành vi của Nguyễn Hữu Thịnh đã phạm tội giết người, tội danh được quy định tại điều 101 Bộ luật hình sự năm 1985. Chính vì thế Thịnh cũng đã phải chịu án tử cùng với người ông Nam Cam của mình. Minh Bù, Đại ca Sài Thành. Minh Bù tên thật là Phạm Văn Minh, sinh năm 1956 tại thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký nhân khẩu thường trú N38 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Từ nhỏ sống cùng cha mẹ tại thành phố Hồ Chí Minh, học hết lớp 9 trên 12 thì nghỉ học, ở nhà học nghề thợ bạc năm 1974 đến tháng 1 năm 1975, đi lính địa phương chế độ ngụy quyền Sài Gòn từ tháng 8 năm 1976 đến năm 1980 bị bắt tập trung cải tạo sau khi ra trại về làm nghề đạp xích lô, làm thuê và không nghề cho đến nay. Ngày 20 tháng 12 năm 1985, phạm tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang cũ xử phạt 18 tháng tù giam. Năm 1995, phạm tội đánh bạc. Tháng 4 năm 2002, bị Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp xử phạt 15 tháng tù giam, chưa thi hành án. Năm 1998, phạm tội tổ chức đánh bạc bị truy nã. Tháng 3 năm 2001, bị tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh phạt 18 tháng tù, chưa thi hành án. Ngày 4 tháng 1 năm 2002, bị cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố về tội tổ chức đánh bạc, chưa xét xử. Minh Bu là tay chân thần cận đã có số, tức là tiền án tiền sự của Nguyễn Văn Thọ, tức Thọ Đại úy và Trương Văn Cam, được Thọ và Trương Văn Cam giao cho quản lý, tổ chức một số sòng bạc trong thành phố. Trong vụ án, mặc dù không bàn bạc trước với Nguyễn Hữu Thịnh, nhưng khi thấy tên đàn anh là Nguyễn Văn Thọ ra hiệu đi, Minh bù đã hiểu ngay là phải đi đánh nhau cùng với Thọ và Thịnh. Y là kẻ tích cực chuẩn bị hung khí, dao, thực hiện hành vi phạm tội rất quyết liệt và tàn bạo, đâm nhiều nhát vào ngực, tạo ra những thương tích gây nên cái chết của Phan Lê Sơn. Hành vi của Phạm Văn Minh đã phạm tội giết người quy định tại Điều 101 Bộ Luật Hình Sự năm 1985 với vai trò là tên thủ ác tích cực thực hiện tội phạm. Từ tháng 10 năm 1999 đến tháng 1 năm 2000, Phạm Văn Minh tham gia tổ chức đánh bạc tại 74 trên 18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8. Minh Bu cùng vợ là Lê Thị Thu Hà hùn vốn 100 triệu đồng và giữ vai trò lắc cái. Ngày 26 tháng 1 năm 2000, Minh phạm tội trong vụ giết Phan Lê Sơn, bỏ trốn đến ngày 15 tháng 6 năm 2000 thì bị bắt. Phần tiền hùn của Minh và Hà trong sòng bạc này vẫn giữ nguyên. Minh và Hà được Trương Văn Cam chia thêm một nửa phần tiền sâu để nuôi Minh Bù. Tiền lời và tiền sâu được chia giao cho thị Hà, tổng cộng 500 triệu đồng. Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của bị can Phạm Văn Minh đã phạm vào các điều 249-248 của Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy, Phạm Văn Minh đã phạm 3 tội, tội giết người, điều 101 Bộ Luật Hình sự năm 1985, tội tổ chức đánh bạc, điều 249 Bộ Luật Hình sự tội đánh bạc điều 248 bộ luật hình sự với tất cả tội danh này thì minh bu cũng đã phải đền tội với mức án tử hình trong vụ án năm cam châu phát lai em ông chùm chợ cổng muối người cuối cùng bị tòa tuyên án tử hình trong chuyên án năm cam là châu phát lai em ông vua chợ cổng muối một thời châu phát lai em sinh ngày 16 tháng 4 năm 1959 tại thành phố hồ chí minh từ 1959 đến 1977 còn nhỏ ở với gia đình lớn đi học đến lớp 5 nghỉ học, phụ giúp gia đình. Từ 1977 đến năm 1979, tham gia thanh niên sung phong tại Đồng Xoài, Sông Bé. Từ 1979 đến năm 1984, tham gia lực lượng bộ đội sư đoàn 5 đóng ở Campuchia. Năm 1984, bị công an thành phố Chí Minh bắt giam 6 tháng về tội đùa xẻ trái phép, không ra tòa. Từ năm 1984 đến năm 1987, tham gia lực lượng quân báo cho quận đội quận nhất thành phố Chí Minh Năm 1987 bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giam 12 tháng tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, được tòa án nhân dân trả tự do vì không có tội. Từ năm 1988 đến năm 1994 về sống với gia đình buôn bán, từ năm 1994 đến năm 1997 tham gia quân báo cho Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1997 đến nay buôn bán cùng gia đình tại chợ cầu Ông Lãnh, quận Nhất sinh ra trong một gia đình có nhiều anh em là đối tượng hình sự, trong đó Châu Phát Lai Em thể hiện là một tên côn đồ hung hãn nhất. Chỉ từ một mâu thuẫn nhỏ với anh Đồng Chí Nam, Lai Em đã dùng dao đã chuẩn bị từ trước đâm ba nhát tước đoạt tính mạng của Nam. Sau khi bị bắt, Lai Em cùng gia đình đã tìm mọi cách lo chạy các cơ quan pháp luật để làm giảm nhẹ tội mà y đã gây ra. Lai Em đã không bị xử lý hình sự, từ đó tiếp tục gây ra nhiều hành vi phạm tội khác trong thời gian dài, làm mất trật tự xã hội trên địa bàn rộng. Châu Phát Lai Em là một đối tượng đã có nhiều tiền án tiền sự. Bản thân y đã xác định là có quan hệ mật thiết với Trương Văn Cam trong quá trình hoạt động phạm tội. Mọi hoạt động của Châu Phát Lai Em đều được Trương Văn Cam đồng ý. Cụ thể như khi Lai Em muốn thu tiền bảo kê của nhà hàng, khách sạn nào thì đều phải xin ý kiến Trương Văn Cam. Lai Em đã tập hợp được một số đàn em xung quanh như Minh Quậy, Hòa Búa, Út Khùng để sẵn sàng đi quậy phá những nơi mà Lai Em cần hoặc do Trương Văn Cam yêu cầu. Căn cứ lời khai của Lai Em về phương thức cưỡng đoạt tài sản bằng cách cho đàn em đến quậy phá rồi để nhận tiền bảo kê, kết hợp với đơn tố cáo của Hứa Văn Em, thấy có đủ cơ sở xác định Lai Em đã cho đàn em đến khách sạn Phong Phú quậy phá để Hứa Văn Em phải nhờ Lai Em can thiệp, rồi qua đó đưa đàn em đến khách sạn ăn nghỉ và không trả tiền. Tổng số tiền mà Lai Em không trả là 16 triệu đồng. Với những tội ác này thì Châu Phát lại Em cũng phải chịu mức án tử hình với ông trùm trên đây là những chùm giang hồ chịu chung cái kết tử hình trong chuyên án nằm càm. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bảng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các clip tiếp theo.